đặc biệt là các giai đoạn mà bé dễ mắc các bệnh về vấn đề tiêu hóa, như là giai đoạn bé mới đi nhà trẻ, giai đoạn mới sinh hoặc giai đoạn bé tập ăn dặm. Đặc biệt là đối với các bé đang sử dụng sữa công thức thì thường gặp vấn đề về rối loạn tiêu hóa như là tiêu chảy hoặc là táo bón, thì các mẹ có thể yên tâm sử dụng mỗi ngày 5 giọt để giúp bé tăng sức đề kháng, tăng cường hệ miễn dịch, tăng sự cho bé chống táo bón và chống tiêu chảy cho bé khi đang sử dụng sữa công thức. Trong trường hợp mà bé không mắc các bệnh về vấn đề tiêu hóa thì vẫn có thể sử dụng men vi sinh Bio Amicus được, tại vì ngoài công dụng hỗ trợ điều trị thì nó còn có tác dụng phòng ngừa. Men vi sinh Bio Amicus có thể sử dụng cho trẻ sơ sinh bởi nó được bào chế dạng giọt, dạng lỏng, không màu, không mùi, không vị, không chất bảo quản, không chất tạo ngọt nên đảm bảo được độ an toàn cho bé. Vì vậy các mẹ có thể yên tâm sử dụng cho bé trong khoảng thời gian 1 năm khoảng 2 đợt, một đợt khoảng 2 đến 3 tháng để giúp các bé cải thiện về vấn đề rối loạn tiêu hóa, giúp bé ăn ngon hơn và tăng khả năng hấp thụ. Bio Amicus là men vi sinh 10 chủng đầu tiên và duy nhất giúp hỗ trợ cải thiện hiệu quả tình trạng biếng ăn của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, đặc biệt là vấn đề về rối loạn tiêu hóa. Hiện tại thì men vi sinh Bio Amicus đã có mặt tại nhà thuốc Hoài Thu, địa chỉ 45 ngõ 295 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Vì vậy các mẹ có con gặp vấn đề về rối loạn tiêu hóa thì có thể đến ngay nhà thuốc và mua về cho con dùng nhé.